Chị toàn đi.
một mãi ông được rồi. Vãi anh bố này. Hay là mình trốn vào sau đi. Anh đóng cả anh bố nhẹ lên đây. Anh đồ của anh bố nó đâu. Nhẹ anh bố ơi. Thế bây giờ phải đi tìm đồ của anh đi nữa. Con chó nó đi cả luôn. Con xanh lửa nó bảo là con chó ngoạm ngan với anh đấy một tí. Nhưng mà phải tìm con chó đấy ở đâu mới được chứ. Ai đâu mà biết. Nó nuốt bộ quần áo của anh bố rồi sao. Nó không thấy đâu, chả lẽ ngủ một con gì con chó đấy. Ừ, ngủ mà được mà. Cũng là mình biết con chó đấy, tôi con chó lắm. Vì anh biết tôi con chó rồi anh bốn. Tôi con chó, tôi anh bốn hả? Chó của anh mà. Anh bốn ơi, là anh bốn đó. Trời ơi, là trời ơi. Chúng ơi, chờ em đi. Sáng rồi chăm cái biển nó thấy như ở đây đâu. Tìm dưới đây cũng không thấy. Người yêu thì vứt lăn lóc ở nhà đấy không ai yêu. Mình người tốt chứ mình cứu cả hai. Đi về cứu người yêu anh đấy. Chú ơi.
Bỏ chỗ này mày ra ngoài đồng, mày thấy anh bố tao chết mày không? Châu ơi, Châu ơi, Châu, mày thấy anh bố thì mày bảo tao phát anh bố nó ở đâu cho mày cái đống của mày mà ăn này. Châu ơi, ở đâu? Đâu ở đâu, ở đâu, ở đâu, ở đâu Châu? Mày nói đi, mày nói giọng tiếng người xem là mày nói tiếng Châu ai hiểu được tao Châu như mày không à? Châu nào, trước này, chỗ này anh bố đấy chết rồi nè. Đây làm gì cố á, trên đây không có nước đâu, mày ở đây. Mày lại em cho mày cố này. Đâu, ở đâu? À, đúng rồi, trên này ở đâu? Đúng rồi, chắc không, chắc không? Châu, mày lại đâu? Mày biết tao ngồi đấy à, mày, tao đâu tìm anh uống tao, mày thích nó máu. Mày bị rở hơi à? Đi lại, cái bố ở nhà anh muốn đi đâu mà mày cứ ra đây. Nhà cái thằng bố này thì hôm qua hôm nay có thấy đâu, chết ở đâu ấy. Mày biết đâu, anh ở nhà anh ngủ đi đâu. Mày ngộ à, đến nhà anh ấy mồm rét rồi có thấy đâu. Thấy ngao, đâu? Ngao, vừa phải đi. Mày đi ra mày ăn vạ ấy, mày ăn vạ với anh. Mẹ mày tao vừa xuống kia, mẹ mày chả thấy anh bố đâu, bỏ anh ấy chết ngoài ruộng kia, tìm chả thấy đâu. Thế tập chị mày mà. Mày khóc cái kê mẹ mày chứ. Nó xuống ra. Rồi. Tao sợ phớ ăn vạ đâu. Thằng bố đó. Rồi. Mày mấy đâu. Anh bố đang chết trên dọc ngoài biển như kìa. Anh biết không? Anh không có sức rồi. Qua tôi thấy thằng chúng em bỏ muốn chết trôi dọc ngoài biển đấy kìa. Mẹ ơi, mày thằng lừa thế, lừa mày con đéo ấy, con đéo gì đâu nhỉ. À hôm qua tao gặp anh muốn được quay một chuối ấy kìa, mày đừng có phát tao thấy anh muốn bỏ này biển mày biết anh như vậy này ấy. Thì mày đừng đây cứu ai, tao có mày dành cứu thế giới, tao không cứu được không? Tao mày mãi đi, cho nên đồ của ăn trẻ của trẻ con. Cho nên là tao không có cứu được. Mày bảo mất thông cái mồm đó. Mày cái mồm. Cái mồm. Đó. Đây. Tao mãi tao đi chẳng liên quan gì, tao không biết, tao không quen. Mày hôm qua thấy bảo anh bố nó chết, trôi dọc ở biển nữa. Mày nằm xuống đi. Xuống đâu hả? Ừ. Mày đã bố cái đầu tôi chó. Nhưng mà có thật anh bố nó chết ngoài vụ chuối hay không? Ờ. Chết không? Vẫn còn. Tuấn ơi, anh ơi, xin phải mẹ ơi, cứu anh. Ngồi một chỗ. Vẫn còn sức để kêu ông bạn này phải không? Ờ. Mày chắc tao ra xem nào. Cái kia. Đó. Đi quành xuống đi, đấy trái xong quành phải xong rồi đấy trái tiếp. Mày tôi đang đi chỗ đây. Mày có nhớ. Bắt tao rồi kia thì mới muốn rõ tay chút thằng cờ sưu quát kia cơ máu nhá. Anh muốn ơi. Sao anh lại bị chó xé như thế này chứ? Anh có chạy đi xem nào. Mày đi sang bên kia.
Mày dám đốt anh bố của tao à?
Mày lại cái đống chua đấy, cái cân này nó là chua tàn đấy kìa. Tại sao mày lại cho mày đốt chua nào? Chua đấy. Không nên nhờ, gió nó thổi đi là bay hết bụi. Tại sao mày đốt chua của tao? Chua tàn của nó đi đấy, chúng mày không đi tìm đây. Mày cho anh 4 mét, mày cho anh 4 mét để cho nó. Không nên là gió nó bay hết đi. Mày bị hăng mà. Ở chỗ nào? Bị nhào à? Tao không đốt. Cái gì? Tao chỉ châm thôi. À, mày hiến vào đây mà. Có người nhà tao đốt đống lửa lên thì tao đốt, tao có biết cái gì đâu. À, ai nhờ mày? Ôi đi lấy cho anh bố về. Sao em chú ba? Ba, mày đi tao. Chỉ cho tao. Chỉ cho. Chỉ cho đây. Ê, ê. Anh bố ơi.